Mến chào anh chị và các bạn. Thì hôm nay cũng đến cái khu vực giới thiệu phô mai của Cần Thơ đó, chỗ anh Thanh đó. Thì hôm nay anh Thanh giới thiệu cho mình một số phô mai. Xin mời anh ạ. Chào anh em. Dạ, chào anh. Hôm nay em có một số phô mai giá rẻ để phục vụ cho anh em mới tập chơi rồi đó anh em. Dạ. Em bán cái giá cũng rất là mềm. Em phân lô ra mỗi lô 5 cây 5 cây gì đó nha anh em. Dạ, cụ thể như thế nào xin mời anh ạ. Em quay từ cây là một lô 5 cây là giá có 3 triệu thôi nha anh em. 3 triệu. Dạ. Vậy là lô đầu tiên đó phải không anh? Lô đầu tiên ha. Lô đầu tiên nha. Dạ. Lô đầu tiên và phô thứ nhất luôn. Phô thứ nhất. Rồi, mời anh giới thiệu ạ. Cái mã số 1. Dạ, mã số 1. 5 cây. 5 cây. Số 1 nha anh em. Số 1. Số 2 ạ. Dạ, phôi số 2, mã số 2. Phôi số 2 mà mã số 1. À, mã số 1. Phôi số 2 mà mã số 1. Dạ. Cũng nhầm lẫn tí xíu, mong anh em thông cảm. Dạ, phôi số 2, phôi số 2. Và tiếp tục mời anh phôi số 3. Và tiếp tục mời anh Thanh xe một vòng ạ. Số 3 nha anh em. Số 3. Con mini này củ đế khá cũng khá đẹp đó nha anh em. Giá cũng rất là rẻ nha anh em. Dạ, cảm ơn anh nhiều ạ. Số 3 nha anh em. Số 3. Rồi mời anh cho số 4 lên ạ. Đây số 4 đây. Phôi số 4. Rồi phôi số 4. Dạ cho em xin phôi số 5 đi anh. Phôi số 5 nha anh em. Phôi số 5 là phôi cuối cùng trong cái phôi giá rẻ. Rồi tổng cộng vậy là nhiêu anh? Nếu mà nguyên cái lô này nè. 5 phôi này là giá 3 triệu nha anh em. 3 triệu 5 phôi. Cho anh em xem lại nha. 5 phôi. Dạ, mời anh Thanh phát biểu ạ. Mời anh Thanh ạ. Dạ cái lô này là em bán lô chứ không có bán lẻ nha anh em. Vậy là nguyên lô luôn anh. Dạ, nguyên lô 5 cây là giá chỉ có 3 triệu thôi. Dạ vậy là nguyên lô nha anh em. Còn nếu anh em có mua lẻ thì có cái clip cây em bán giá lẻ đó nha. Dạ giá lẻ. Còn này là nguyên lô luôn nha anh em. Dạ, nguyên lô này 5 phôi 3 triệu. Dạ. Dạ rất cảm ơn anh. Chúc sức khỏe các cô chú anh chị đã ủng hộ anh Thanh. Dạ cũng rất cảm ơn. Tạm biệt.